Tên đầy của mình là Vũ Quang Minh, nay mình 51 tuổi. Công việc chính của mình là hai mươi mấy năm là cắt quần áo, là cắt quần áo, cắt quần máy công nghệ. Thì mình mang cái bệnh đại tràng là 14 năm, năm 2003, 14 năm. Khi mà mình lúc đầu đi hồi đó là đi nội soi thì tốn kém lắm, mà quyết định là nội soi thì mình thấy là ở trong cái cơ địa của mình đó, nó rất là phải nói là khi mà nó đau lên, nó đau rồi bạn đau rồi nó đi tiếp tục đi ra ngoài là đi thải là tiếp tục, thì mình mang cái căn bệnh đó cũng là dùng thuốc tây, điều trị thuốc tây khoảng 5 năm thì thấy nó chỉ đỡ thôi, đỡ được thời gian nào thôi, cái chỉ là đến ngày tất cả cái mình thôi. Rồi sau đó ngoài 5 năm, khoảng 8 năm là mình bắt đầu là bị bác sĩ cho biết là mãn tính rồi, chuyển qua mãn tính thì bây giờ có đau lên hoặc là anh đi tiểu cái gì đó thì uống thiê bỏ thì về nó lại hồi phục những cái thiết bị tiêu hóa thì giờ không còn cách nào, chỉ ngăn ngừa ngay cái lúc đó phải ngăn chặn thôi. Còn ngoài ra là cứ phải theo thuốc vì là mãn tính rồi. Thì hồi tháng năm vừa rồi á, năm 2016 thì cái chính trong hội bàn với giáo xứ cùng với bà xã của bố bà xã Minh thì chỉ có mấy cái sản phẩm ăn ăn ít ngày, thì chị gia đình nhà chị có trải nghiệm qua rồi, thì chị có mấy bà xã ăn bà xã về tham khảo, hai vợ chồng cũng tham khảo trải qua một tháng bước qua giờ tháng sau quyết định dùng. Thì trước tiên là bà xã thì một qua một tuần thì bà xã thì hiện giờ là 50 tuổi, thì bà xã thì qua một tuần bà xã nói thấy có di chuyển trong cái cơ địa, tại vì theo dõi từng giờ lúc trong ngày nhất là nước tiểu, và sau khi ăn một chút hiệu thế là bắt đầu mình tiến hành tại vì mình nghĩ mình bệnh còn lâu hơn bà xã, cái thời gian còn dài hơn bà xã, tại sao mình không vui chữa, mà trong khi đó là tương lai cho con là tháng tư này lo con ngã trong gia đình mà con mình thì mình còn sức khỏe, con trẻ tuổi còn trẻ mà con thì lớn rồi, cái tuổi lập gia đình rồi thì thôi quyết định mình uống lần đầu tiên mình cũng theo dõi hàng ngày hàng giờ hàng ngày. Bước qua lần thứ hai thì là buổi sáng là tuy là mình vẫn còn đi ngoài nhưng mà nó không còn quặn như trước đây nữa, không còn quặn. Xin lỗi quý vị chứ là thậm chí là tối hôm trước mình ăn đã đau, ngày sau ra thì mình đã đau, nhưng mà mình có thắc mắc hỏi chị Thanh mà mắt thì mình uống thì là chị Thanh nói cái đó là tới thời kỳ khắc phục thì nó sẽ đào thải cho mình, nhưng mà mình để ý coi mình có thấy đau quá như trước đây mà không, hoàn toàn là không đau quá, thì là rồi quyết định kèm theo có nốt tem nữa à, tại vì mình sợ bị sợ ung thư, tại vì 4 năm rồi thì kèm theo có nốt tem nữa, tại vì cũng mất ngủ và năm ngoái cũng mất ngủ. Thì cái đại tràng này bác sĩ cho biết một khi đã mãn tính thì là lý do là em suy nghĩ thì là hàng khi hút hàng khối mà xếp trên giao cho mình ngày mai số lượng các sai phải ra được như thế, thế là suy nghĩ đây mai sau rồi chắc mình cũng lên sâu và làm cho đa thịt hàng để thợ may cắt truyền gia công gia công cho kịp. Suy nghĩ đúng một phần là suy nghĩ, bác sĩ nói là anh về anh để ý con có phải là suy nghĩ rồi ăn uống anh thấy cái chưa đủ số lượng hàng rồi ăn uống nó lùi cái thời gian lại không, thì cái đó anh càng tăng lên nữa càng bị kích thích được tiêu hóa nữa anh càng hỗ trợ nữa thì đúng cái rồi là dùng sữa kèm theo con lốt teo chưa hết còn lo là mình tối đến giống như là cái công việc của mình á, cái suy nghĩ của mình tàn gác ra dễ ngủ vô cùng dễ ngủ lắm à, thì bắt đầu là bước sang tháng thứ ba đó mình thấy ok đấy, để ý là cái phân đó bây giờ bắt đầu ví giống như là cái bánh quy nó dập nước vô nó thấm vô vô nước đó là bắt đầu là nó sạch sẽ nó sạch sẽ nó bằng vàng rồi, chứ còn trước đây là xin lỗi chứ là bỏ cái bệnh chết nhiều.
mà nó lâu quá. Thì đó thì là mình thấy ok. Bước thật sự là bước qua tháng thứ 6 hoàn toàn là mình đi siêu âm và mình đi nội soi lại, là bác sĩ cho biết cái đồ thiên giờ mình đang còn là đến nay mình mới tăng tháng thì có tiến độ. Thank you.